Hai đầu với ban chỉ dướng phơi tết chua cành chướng tì ruột đã tập nâng cạn. Ở lần nâng cư dân lưu chán đã tôn tình nâng ca chua cành chướng tì ruột dân mình đã chẳng ngọt thà ta kế chua cành chướng tì ruột đâm bè vậy. Tì ruột tập cạn môi chùm nuốn ban phơi tết chua cành chướng khả nạ môi chùm nuốn tiết mình ban phơi tết chiêm bà phết ní lái. Chẳng ở nên chống còn nâng lùng ất vì bà chạy kết tết nâng ạ thạp bà giao này ở ca phơi tết chua cành chương tì ruộng tượng nâng cá đâm bấy ai mạng phá bàn đẳng đã đọa sẵn vì kê hạ tùm bó Hello Group bên. Xâm nua tì muối xua tha vầy tứ chía ca tết chua cành chương. Ca phơi tết chiếm tam rì dạ ca chua cành chương tì ruộng đòi bà vị thị xa đo xâm mạnh muối. Cư ca dục chiếm mùi đầm nọ rưu cập bì đầm nọ bì càng chương tì ruốc đầm bây rốt chung ngư mùi bà phê chì bà phê chung ngư metabolic bì cầm nát. Nì bà tam ca bình dối nở lơ page Facebook rồi bọc mình tì bếch ca làm mẹn. Xâm nô tì bì, tì ruốc trời thơ tê chua càng chương nở bề nè. Ca thơ tê chua càng chương mình bà sư tập hiệp lõ cư nở ở chân lọ tì ruốc mình ở dụ chạp bì sai sắp rầm bây máu tư chạch sắp bì máu cỏi cạn. Cát phơi tay đã bảo vệ thị xã sầm mạnh mùi nít cứ dột chiếm bị cà chua cành chương tì ruộng muối được copy đậm nọ tập đặt lơ cờ đặt tay từ tục đặt ở bàn lõ để dạ về mà thấy buồn máu ở suốt ruột dột tại đặt nơi mình ti bị sao đâm bấy bị nịch mờ hai xua thà tá cà phơi tay chua cành chương nít đó là thà bây giờ vậy này cà phơi tay chua cành chương nít cứ đâm bấy rốt chung ngư metabolic bị cầm nát đã phơi ao tì ruộng bắt bong cà lút lót phần này mà đấy ចាប្រាជ្ញាស្មារតីទៅជាខ្សោយបញ្ញាអញ្ចឹងណាឬក៏រាងកាយក្រិនឬក៏អាចធ្វើឲ្យទីរក់ស្លាប់បើសិនជាព្យាបាលមិនទាន់ពេលវេលាចារោគសញ្ញានៃជំងឺនេះស្ដែងចេញមកនៅពេលដែលទីរក់មានអាយុចាប់ពី3សប្តាហ៍ទៅ1ខែហើយរោគសញ្ញានេះក៏នឹងចេញឲ្យច្បាស់ដែលអាចគ្រូពេទ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលពិនិត្យសុខភាពទីរក់សំណួរទី4ពេលណាទើបដឹងលទ្ធផល ការធ្វើតេស្តជួសកាយជើងទីរួមមានរយៈពេល5ថ្ងៃចំពោះលទ្ធផលនឹងគឺក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចំពោះលទ្ធផលវិជ្ជមានមានន័យថាទីរួមប្រឈមនឹងជំងឺមេតាបូលិកពោះរីឯលទ្ធផលអវិជ្ជមានមានន័យថាទីរួមមិនប្រឈមនឹងជំងឺមេតាបូលិកទេបើលទ្ធផលតេស្តបង្ហាញថាវិជ្ជមានតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់លទ្ធផលតេស្តជាលើកទី2ថាពិតជាមានមែនឬក៏អត់មានជំងឺនឹងណាណា អញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាការព្យាបាលជំងឺមេតាបូលិកមានរយៈពេលយូរហើយការតាមដានក៏ដូចគ្នាដែរដែលជាលទ្ធផលអាចមានប្រាជ្ញាស្មារតីឆ្លាតវៃដោយធម្មតាបើសិនជាយើងព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាណាបាទអញ្ចឹងបន្ថែមមេត្តាបិតាគឺអាចយកបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកទៅពិនិត្យគេហៅថាធ្វើតេស្តជួសកាយជើងនឹងដើម្បីរោគជំងឺដើម្បីយើងធ្វើការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក្នុងករណីមានសំណួរ